Đại Nghĩa và Nam Thư chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Ủa cái gì vậy? À? Sao tự nhiên anh em thì trắng mà anh có chút xanh ở đây là sao? Tức là mình cho một cái điểm nhấn vậy đó em, thấy không? À. Hôm nay nhìn thấy đẹp không? À. À, cũng được, cũng tạm nhìn tạm. Nhìn anh sắc nét không? Sắc. Dạo này là có tập gym này kia. Sao múi giờ, À cũng vẫn còn một múi nha. Không, nó cũng bị mọc lên rồi. Ừ. À múi mà mọc hả? Ngày nào cũng tập cái dục hết trơn, đè bồ, hít đất này nọ. Vậy anh dự đoán khi nào nó mọc? Thì chắc có lẽ là một cái tương lai nào đó. Anh nghĩ em chân thành một câu, có những người cơ địa người ta sinh ra, ví dụ như em đi, chỉ cần tập là lên múi, hiểu không? Còn như anh tập là lên mỡ hả? À, em thấy càng ngày tập ra bụng càng to vậy. Không có rồi em ơi, thật ra anh có tình hình phình ra đó. À, nha. Vậy hả? Nhưng mà em ơi, chương trình Ngạc nhiên chưa không phải là cái chuyện mà chúng ta bàn về cái body của nhau. Đúng. Mà chúng ta sẽ bàn về những cái vòng chơi, những người chơi chơi cùng với chúng ta như thế nào. Trời ơi, hôm nay có một cái nhân vật xuất hiện ở cái game của mình. Dễ sợ. Bộ ba đầu sáu tay sao dễ sợ em? Dễ sợ lắm, anh biết anh xíu ra thì anh biết cái miệng cỡ nào. Vậy thì bây giờ mình về chỗ mình coi có cái nhân vật dễ sợ đó là ai nha. Đi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón khách mời dễ sợ của ngày hôm nay. Xin mời. Ngạc nhiên chưa? Anh Nghĩa, chị Thư ngạc nhiên chưa? Sao? Ngạc nhiên không anh chị? Ủa? Sao vậy? Dễ sợ đây đó hả? Tao đơ vậy? Ờ, sao vậy? Dễ sợ thiệt. Dễ sợ. Mới bước ra bé bận cáo tưởng tivi đang ở chế độ màn hình chờ. Còn bên kia chị cano. Dạ. Chào anh, này sao chị? Em có tiền cho người ta thuê cano được rồi anh. Rồi, trước khi chọn đội, có anh chị, mình phải chọn đội. Trước khi chọn đội thì tiền tham gia của anh là 300. Hồi nãy em nói anh là 200. 300 chứ 200 gì, chơi chương trình là mỗi người đóng 300. Thôi nha, 100 đó thì anh về anh nuôi má anh được nha. Anh mắc cười quá, 100 em phải chia cho anh Nghĩa chị Thư nữa đó, phải giỡn mình ơi em ăn đâu. Thôi nha, mọi người đang chờ chờ mà anh đứng đây anh cãi lộn với em đó. Em đứng đây em cãi lộn với anh thì có chơi em được, chơi chơi về nè. Giờ sao? Giờ sao anh? Giờ sao muốn về? Giờ sao chơi lộn chơi? Ủa vậy trời, bây giờ mới thấy dễ sợ thiệt nè. Thấy chưa? Bây giờ mới thấy dễ sợ đó. Ủa, từ bao giờ ai tham gia chương trình này phải đóng tiền vậy Ngọc? Từ bao giờ cái phim trường này biến thành cái chợ vậy? Hả? Dạ, mình tính ra mình thu mỗi người 300 là hai người được 600 rồi. Anh lời. Dạ lời anh chị. Lời đúng không? Lời dạ, em có chia mà. Thôi em không cần em chia nghe. Bây giờ chỉ mong sao mà các em chơi thiệt là hay, có thiệt nhiều điểm thưởng quy qua tiền mang về gấp mấy lần cái 600 đó. Dạ. Dạ nãy giờ nói quá thôi mà chưa kịp giới thiệu tên của hai cái nhân vật dễ sợ này cho khán giả được biết. Giới thiệu đi em. Anh trước đi. Nó gầy nữa nè nha, Gầy nữa nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Ủa gì em chào, cái anh chào, giờ ai chào? Rồi, tôi xem đi. 2, 3. Dạ thưa quý vị, đó là Trà Ngọc và Lê Nhân. Vậy đi cho bớt gầy. Bây giờ đến cái đoạn mà chọn đội nè. Em thì đến với chương trình này được một lần trước rồi. Lần này là lần thứ hai em lần quay trước lại. Em về đội nào? Dạ em về đội anh Nghĩa. Thắng hay thua nè? Dạ thua. Vừa không phải lúc nào cũng thắng đâu anh Nghĩa. Dạ đợt đó là đợt đầu tiên của chị Thư thắng luôn đó anh. Dạ đợt đó là đợt đầu tiên của chị Thư thắng luôn đó anh. Tức là từ đó đến nay là chỉ có một lần đó thôi đó em. Dạ em không có biết là phía sau này chỉ còn có những cái thành viên xuất sắc nào nữa không. Nhưng mà lần trước là em may mắn là không vô chung kết rồi. Cho nên lần này em quyết định về đội anh Nghĩa tiếp. Dạ lần này thì anh sẽ giúp em trở lại với những gì mà em đã mất trước đó nha. Em hy vọng anh. Dạ. Mời Trà Ngọc về với anh. Dạ. Mời Lê Nhân về với chị. Này là em không có lựa chọn không chị? Anh có. Dạ, cũng vô đi. Phải nói rõ cho quý vị khán giả biết tại sao gọi Lê Nhân là chị cano. Bởi vì trong một cái bộ phim ngắn thì Lê Nhân đóng vai là chị cho thuê cano, nên từ đó chết tên thành chị cano. Thì cái vai đó phải ấn tượng như thế nào thì khán giả mới đặt cái tên đó cho em luôn đúng không? Exact. Nhưng mà rồi giờ nè, không lẽ là suốt đời mình gắn lên liền với cái tên chị cano? Em mai đổi đi, tức là một cái phim gì mới chị xe tăng này kia chẳng hạn. Nghe nó khói lửa quá chị ha. Thì đó là một cái gì đó mà anh mong chờ ở em. Dạ. Với một cái sản phẩm, một cái vai diễn mới trong tương lai. Dạ, nha. Còn Trà Ngọc, có cái biệt danh gì dành cho em không? Chị cano hả? Chị em làm Lino được không anh? Lino, Lino là cái gì? Ly là nó nhỏ hơn cái ca. À vậy hả? Ôi trời hay. Ta chọn tay cho Ngọc đi. Thôi. Ôi, ước gì Ngọc đừng chọn đội anh nha. Thiệt á.
Nói xong cái dịch chơi giới nó biết bám díu chưa đâu luôn á. Nói vậy thôi, anh sẽ giúp cho em nét trở lại. Dạ, ha. Chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của Ngạc Nhiên Chưa. Bây giờ vòng 1 này hết sức là đơn giản. Các bạn sẽ tiến lên phía trước. Sau khi nghe hiệu lệnh của Đại Nghĩa, các bạn sẽ quay trở lại và nhìn từ khóa hiển thị trên màn hình LED. Dạ. Nhiệm vụ của các bạn là phải chạy thật nhanh về bấm chuông, giành quyền trả lời. Và bắt đầu mình sẽ gợi ý cho đồng đội của mình. Đó. Bằng em coi bên mình có chuông chưa? Hên quá có. Ừ. Dạ. Coi mình. Ủa em nói tới đâu rảnh nghĩa ha? Giành quyền trả lời. Giành quyền trả lời. Sao nữa nghĩa ha? Sau đó chúng ta sẽ phải nói một cái từ gợi ý để cho đồng đội của mình đoán được cái từ khóa đó là gì. Đoán đúng mình sẽ có một điểm vậy thôi. Dạ. Mời hai em vào vị trí. Dạ. Chạy thẳng về phía trước luôn nghe Ngọc, không cần phải đi đường vòng nha. Dạ. Nhưng à, em có quyền hành động với đối thủ của em, có thể là tát, đánh, đập, đá, xô. Dạ. Ủa vậy trời. Ủa em tới đây em nói game show này chơi trí tuệ. Đúng đâu rồi, có chơi. Minh trí tuệ mà chơi kỳ vậy. Em tập hợp không chị được thì kết hợp với nhau được. Kết hợp. À rồi. Chuẩn bị 1, 2, 3 quay lại. Chạy về lẹ Ngọc, bấm đây, chạy thẳng lên luôn. Ủa. Bấm chưa? Mình đừng có từ khóa. Hết giờ rồi. Ủa em đâu thấy đâu, em đâu thấy gì đâu. Ôi trời ơi, sao em thấy mà bấm vậy? À, hết giờ. Nói một từ đi. Mà cầm phong đeo. Chính xác. Yeah. Ủa chị, em xin lỗi chị, tại em hồi nãy em thấy cái chữ này em tưởng nó ghi là dòng một á. Chị hiểu không? Tại vì mình đang vô vòng 1 đó, có cái chữ vòng nè, em cứ tưởng là nó chưa hiện từ khóa chị em hiểu ơi, không? Em ơi, đi cano chứ xong cái điểm quen được không? Lên bờ chơi nha. Dạ chứ anh. Anh Lê Nhân, anh Lê Nhân, ở đây người ta có cái màn hình LED nè anh. Chứ mất gì ghi đây cho chị, không có chỗ ghi số 1. À là ghi trên đây ha em? Ờ. Chết rồi, tôi bị tiền đình nặng quá vậy trời. Như vậy là Trần Ngọc cái này ghi đó ghi được 1 điểm. Không vui hết chị, không vui. Không phải vòng 1 em thắng không vinh quang lắm tại em chưa hiểu luật á. Bây giờ vòng 2 em vinh quang. Mày okay. Hiểu luật chưa? Dạ em hiểu luật mà. Thế em về tới đây em dặn dẹo chỉ cái vòng đó mình dặn dẹo vậy nè. Bên trong ghi tay có cái vòng không chị? Thì bởi vậy anh tưởng đang diễn tả cái từ trật khớp cái gì đó. Ừ. Rồi bây giờ tới phiên anh là chị Thư nghe. Dạ. Cố gắng. Bắt đầu. Ủa? Để mình đứng này chứ vậy hả chị? Chị ơi cố lên chị, em xin lỗi chị. Chuẩn bị. 1 2 3 quay lại. Ủa đó. Đất. Cuốc. Đất. Đất cao. Đất thới. Xúc. Mai. À, mai. 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 Mở. Mốt. Đất. Mộ. Mộ. À, ái. Ái mộ. Ủa không? Em nói cái gì vậy? Đất. Quật. Quật đất hả? Lại một lần nữa nè. Đào. Đào. Anh mới nói gì đó? Anh nói từ khóa rồi phải không? Ê, em này nghĩ chương trình trừ một điểm bên kia nha. Mà nói rồi. Ê, bố chị. Một lần nữa tôi lại vật vả. Tôi quá mệt mỏi với đội của tôi. Tự nhiên anh nói từ khóa luôn mà sao? Ủa là sao anh nói từ khóa? Em biết rồi nhưng mà em không hiểu động cơ nào anh có thể nói từ khóa ra anh vậy? Bị mệt mỏi không mà từ lúc đó anh nghĩa cái gương mặt rất là tự nhiên luôn, không có cái gì là biết trước anh. Trời ơi hồi nãy em nói cào là đúng không rồi. Phải biết sao hồi nãy anh nói từ mổ cái em tưởng cái gì mổ ta, bây giờ chỉ có quật mổ thôi. Em nghĩ là hâm mộ nè, anh hiếm mộ nè, đâu có ai mà hâm mộ ái mộ anh làm vậy đâu. À là đào mộ tưởng đâu phanh cuồng á. Và rõ ràng với cái sự gọi là thông minh nhanh trí, xử lý tình huống xuất sắc khi nói ra từ khóa như anh Nghĩa thì một điểm đã thuộc về đội núi Nam Thư và Lê Nhân. Tính ra nãy giờ qua hai vòng hai đội thắng, không có đội nào thuyết phục. Không đội nào thắng cũng vinh quang trơn trọi á. Bây giờ mình sẽ đến lượt thứ 3. Đúng. Mời hai em vào vị trí. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Nghe luôn. Trời ơi. Trời ơi trời. Nhanh. Gì? Cung. Cung tên. Ngọc. Quang. Yeah.
Ủa em, cái từ hoàng này em gửi cho em gửi chị. Từ cung là cái gì? Hoàng cung. Hoàng cung đó chị. Đó là ông Hoàng Hoàng quý chị, xin lỗi chị. Ừ, cái đại nghĩa mà đang ngon, tôi ghi tên được 1 điểm. Em yên tâm đi, lượt cuối cùng này anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Dạ. Em à, điểm mình 1 điểm á, có được á là không phải thực lực chúng ta gây dựng nên, mà là sự sai sót của đối phương. Hiện tại số 1 đó hết sức là nhục với chị em chúng ta, em hiểu không? Em hiểu, em hiểu. Nên chị xin em lấy lại danh dự cho chị em mình, nha Nhân nha. Dạ. Rồi, xin mời đại nghĩa cho em nào. Em hít đất cái à. Trời ơi. Trời ơi. 1, 2, 3. Chị trước rồi. Trời ơi. Lơ. Yeah. Trong lúc chị hít đất. Chị đầu em lấy lại vinh quang mà chị lên chị hít đất làm gì? Đó là từ lơ. Xin lỗi em. À, bởi vì cái sự đi đâu buồn quá vậy. Mình hết rồi hả chị? Hết lượt rồi cưng. Ủa hết kì. Cơ hội để. Dòng em sao nó nhanh vậy? Anh Nhân chưa kịp chơi luôn á, nãy giờ như chưa được. Anh chưa kịp chơi luôn chị, nãy giờ em tưởng xé nháp không á. Còn có giường vậy mà té dữ vậy em. Anh thấy đội em nét chưa? Nét. Trang Ngọc và Đại Nghĩa ghi tên được 1 điểm. Tỷ số bây giờ là 3-1. Có gì đâu, 3-1 thôi mà. Mặt té nó nhăn quá đó kìa. Không sao cả, vào vòng 2 mình lấy lại hết. Nên bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Kết thúc vòng thi đầu tiên, đội Đại Nghĩa ghi được 3 điểm. Còn đội của Nam Thư và Lê Nhân sau một quá trình tạo nét mà bị tét thì đội của chúng tôi chỉ có 1 điểm. Và phải nói rõ là luôn là 1 điểm là do sự sơ sót của Đại Nghĩa. Nghĩa nhận lỗi về phía mình. Nhờ Nghĩa có lỗi cho nên là đội bên kia mới có điểm. Anh Nghĩa, bây giờ ngồi nhìn cái đội hình của chúng ta thì em mới thấy giống như những cái nhân vật trong một cái câu chuyện rất nổi tiếng là Doraemon, Lei, Suka. Đó, Suka. Đó, à, trai em. Hả? Gì vậy chị? Tại em mập. Em trai em. Em mập lắm hả? Chị Thư Nghĩa mập hơn em kìa, chị sao vậy? Em nói sao vậy? Nghĩ sao mà anh mập hơn em vậy? Cái bụng em bự hơn em kìa. Hề, trời đất ơi, cái bụng gì mà bự hơn em? Em nói sao vậy? Ôi, bụng anh là hơi lúp lúp thôi, còn em là mang bầu rồi. Trời ơi. Nobita, Suka, trai em. Còn em là gì? Seiko. Mẹ Nobita. Nobita. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2. Vòng 2 này hết sức là đơn giản. Trên đó có 6 ô số, các bạn sẽ lên chọn một trong những cái ô số các bạn yêu thích đó. Sau đó đọc gợi ý và diễn tả hành động, cái từ khóa ở trong đó. Yeah. Làm sao đồng đội của mình ngồi ở dưới có thể đoán ra được. Vậy thôi, đơn giản. Đội chúng ta đang dẫn trước điểm cho nên mình phải thi trước. Mời Trang Ngọc. Dạ. Suka. Chị ơi, bớt tàu nghét đi. Chị mệt quá. Em cho chị Thư cơ hội điềm tĩnh. Chị điềm tĩnh em mới chơi. Rồi, chị điềm tĩnh rồi em chơi đi. Em chọn số mấy? Em ngày sinh của em có số 2, cho nên em sẽ chọn số 1. Sẵn gian đi. Đây là một... Đọc đó, đó. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Diễn tả đi, cây đa đánh đố. Sói, con voi đúng không? Chân voi, thầy bói đoán voi, thầy bói xem voi. Nó cũng hơi khó chị, em nghĩ là cái IQ của em không có đủ cao để em chơi trò này. Đó là thầy bói xem voi. Thôi chị nản em đi. Trời của anh em chúng em đã ghi cho mình được 2 điểm. Em lựa số 2 đại cho rồi đi nha. Rồi cái câu gì khó vậy? Đọc. Đây là một câu thành ngữ. Rồi. Diễn tả. 6 chữ ngồi má ăn bát vàng. Ăn. Ăn cái nào rồi cái này. Đó là đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Ăn cây nào rào cây đấy. Và với ăn cây nào mình rào cây đấy thì đội của Nam Thư và Lê Nhân đã ghi được 2 điểm. Rồi mời em về chỗ. Giờ tới chị hay giờ tới chị hả? Đây, bây giờ tỷ số là 5-3. Lần này anh với Nam Thư sẽ diễn tả, các em sẽ đoán nha.
Nếu như mà chúng ta đoán đúng thì chúng ta đương nhiên bước vào vòng đặc biệt miễn bàn cãi. Còn nếu như em đoán đúng thì hai bên ngang bằng điểm số với nhau. Lúc đó mình sẽ thi một cái vòng thi phụ. Đây là một việc rất khó khăn. Ba từ. Đi cầu khỉ. Em ơi, em muốn tham gia cuộc chơi. Em có tham gia mà em chưa hình như là cây cầu khỉ á chị. Tại bình thường em ra đường em hay em đi là dân miền Tây, em nhìn mấy là cái em mấy cái cục gạch ở giữa đường em hay đi về nè, em cứ tưởng là đi trên cục gạch. À, đi qua công trình. Chị là đi vậy. Cầu khỉ. Chị. Ủa vậy là mình thua hả? Lên đây. Không, chưa thua. Bậy. Nắm tay chị nè. Nắm vô. Bây giờ. Từ đến công bố điểm đoạn cái đã. Đại Nghĩa và Trang Ngọc ghi thêm 2 điểm nữa. Và rõ ràng đội chúng tôi vẫn bảo toàn số điểm là 3 điểm. Bây giờ làm sao mình thua được? Bây giờ chị hát nè. Cái này mới quan trọng nè. Nắm tay thư thật chặt. Bé nó buồn quá. Bé buồn chơi mà nhanh quá đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chớp nhoáng. Tức là bé nó chưa có kịp cảm nhận được cái không khí trường quay luôn đó. Em ơi, chơi xong mà không đổ một giọt mồ hôi luôn. Chưa kịp á anh. Chưa kịp đổ một giọt mồ hôi luôn. Em tỉnh táo chưa? Đánh cái nền chưa? Em tỉnh táo chưa? Chị hồi hồn em về. Em về chưa? Em về rồi. Nếu mà hồi hồn em về là muộn rồi. Tại mình thua rồi đó em. Nắm tay nhau. Ủa chị về mình có tiền không? Hay quá. Nói cho Lê Nhân yên tâm, tức là Lê Nhân sẽ có số tiền thưởng tương ứng với số điểm của mình, 3 điểm tương ứng với 3 triệu đồng. Còn anh nói thấy không, dạ. Anh sẽ giúp em vào vòng đặc biệt. Dạ. Lần trước mình chưa có cơ hội làm điều đó thì bây giờ mình sẽ làm đây. Chúng tôi sẽ bước vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Đội Đại Nghĩa và Trà Ngọc đang có 7 điểm và chúng tôi sẽ chờ đợi quý ông Ngạc Nhiên mang đến một cái trò chơi thật là hấp dẫn, thật là thú vị ở vòng thi này. Xin mời quý ông Ngạc Nhiên. Vì vòng này là vòng đặc biệt cho nên là bạn sẽ phải đặt cược số điểm mà mình đang có. Để cùng tham gia một trò chơi sẽ có một bộ câu hỏi với 15 từ khóa. Nếu trong thời gian 3 phút bạn xem hành động và lời nói của anh Đại Nghĩa diễn tả. Nếu bạn đoán được 15 từ khóa thì bạn sẽ được nhân 4 số điểm đặt cược. 10 đáp án đúng sẽ được nhân 3, 7 đáp án đúng sẽ được nhân đôi số điểm mà mình đặt cược. Nếu như trong 3 phút mà trả lời dưới 7 đáp án thì bạn sẽ mất đi số điểm mà mình đã đặt cược. Bây giờ bạn đang có 7 điểm thì bạn sẽ cược bao nhiêu điểm đây? Nhiều em? Em chơi 2 điểm thôi. 2 điểm? Dạ. Xin mời. Mời em. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, nè, gì đây? 3 từ. À, ăn bánh. Một từ sau thôi. Bánh. Rồi, vợ chồng còn gọi là gì? À, phu thê. Đáp lại. Bánh phu thê. Đáp qua. Rồi, đây là tên một bộ phim Trái Với Chết là gì? À, sống. À, rồi trùng khớp rồi, qua. Rồi, đây là gì? Bơi. À, chúng ta đang là những người làm gì? À, nghệ sĩ. Không. À, nghệ thuật. Chính xác, đáp vô. Bơi nghệ thuật. Chính xác, qua. Rồi, đây là tên một câu chuyện cổ tích. Gì đây? À, ăn. Trái gì? Ăn khế chả vàng. Chính xác, qua. Rồi, đây là một cái bệnh. Bệnh tim. Bốn chữ. À, thở van tim. Hô hấp tim. Giống như là mình làm bột. Bột là bánh mình phải làm gì? Nhào nặng. Có bóp tim. Bóp tim. Rồi, qua. À, rồi, đây là 5 từ nha. Nhồi máu cơ tim. Chính xác, rồi. Điểm này nè, cái gì đây? Ăn. Không. Cái gì? Cạp. Không, cái gì? Bánh. Cái gì? À. Bánh. Ừ, đúng rồi. Cái trái gì mà gai nhọn, thơm lừng, gai nhọn. Bánh sầu riêng. Chính xác, còn hai từ nữa nha. Mình ăn gì? Kem. Ừ, kem thì sao? À, lạnh. Rồi, đáp vô. Bánh sầu riêng, kem lạnh. Chính xác, qua. Rồi, đây là một cái câu thành ngữ nha. À, nguyên một cái này nè. Người ta mình đựng đồ vô là cái gì? Cái tủ. Không, à, cái gì? Cái hộp. Không phải. Cái thùng. Ừ, rồi, bên trong không có gì hết. Thùng trống. Không phải. Thùng rỗng. Ừ. Thùng rỗng kêu to. Chính xác, qua. Rồi, đây là một cái uống. Uống gì? Uống nước nhớ nguồn. Không, 3 từ thôi. Uống nước. Ừ, dạ. chứ sao. Nước. Ừ, rồi. Đi khám cái gì sĩ. Nha. Ừ, rồi. Nước nha. Còn một chữ nữa. Khoa. Không, cái gì đó. Nước nha đó. Chính xác. Ừ.
Rồi, đây tên một bài hát nổi tiếng luôn. Nổi tiếng luôn, nãy anh nói cái vụ kia kìa, nhớ không? Dạ, đó. Đào, à, vô. Không. Đất mộ cuộc tình. Chính xác. Ừ. Qua, wow, đây là một trò chơi tuổi thơ. À, giống như mình làm cái gì làm văn, hồi nhỏ không có môn gì làm văn. À, làm tập làm văn. Ừ, lấy chữ đầu. Tập. Rồi, rồi, cái chữ giống như cái cây tre ở dưới quê đó. À, giống như cây tre. Trúc, cây trúc. Con công hay múa, nó múa làm sao? À, nó gục cổ vào nó. Ơi, cái câu đầu tiên là gì? Nó rụt. Công hay rụt. Múa. Trước đó là cái gì? Tập rụt. Ê! À, tập. Qua, qua, qua. Qua. Rồi, đây là một tên một món ăn nha. Dạ. Con gì mập, con gì mập? À, con heo. Ừ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nó còn nhỏ là gì? À, còn heo con. À, không phải. Heo uống mini. Gì? Uống gì của nước, uống gì, nước uống gì, của gì? Uống sữa. Ừ, đó. Heo sữa. À, để gì nữa? À, heo sữa quay. Rồi, còn hai cái từ cuối cùng. Ăn với cái gì? Ăn bánh bao. Đó, ráp vô. Heo sữa quay bánh bao. Chính xác, qua. Đây là tên, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi, đồng nghĩa với bông là cái gì? Bông, à, hoa. Ừ, rồi cái gì mà màu đỏ đỏ bự bự vậy nè, đỏ đỏ vậy nè, hoa dâm bụt. Chính xác, qua luôn. Đồng nghĩa với hột là gì? Hạt. Ừ, hạt mè còn gọi là gì? À, mè là gì? Mè bây giờ hạt bưng. Ừ, đó em bây giờ mới nhớ. Rất là mệt thưa quý vị, khi mà anh em chúng tôi tham gia cái vòng thi này tốn hơi tốn sức khang tiếng, dạ, mọi cái để giúp cho Trà Ngọc đoán được. Và Trà Ngọc cũng rất là nhanh khi mà đoán được cũng khá nhiều từ khóa, mà nhiều là bao nhiêu thì chưa biết. Cho nên là nhờ quý ông Ngạc Nhiên cho biết kết quả. Sau một hồi diễn tả của anh Đại Nghĩa, và bạn đã trả lời được. Mười từ khóa chính xác. Wow, yeah. Số điểm của bạn đã được nhân 3. Trời ơi, em ơi, kỷ lục nha em. Chưa có người nào trả lời được 10 từ khóa em nha. Dạ. Người ta cao dạ như là 8 từ khóa thôi. Đó, em là người đầu tiên mà trả lời được tới 10 từ khóa để nhân 3 số điểm đặt cược của mình lên. 2 điểm đặt cược nhân 3 là 6, cộng với 5 nãy là 11 điểm, tương ứng với 11 triệu đồng. Yeah. Hay, đây là cái phần thi gọi là kỷ lục trong chương trình từ nào tới bây giờ luôn. Dạ. Dạ. Và Trà Ngọc đã cán cái mức đó. Không biết rằng sau em còn có ai vượt qua được cái mức này hay không. Nhưng mà hôm nay cứ chúc mừng em trước cái đó. Thưa quý vị khán giả, chương trình Ngạc Nhiên Chưa ngày hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt.